giờ em đến với khối âm nhạc luôn ha. Có nghĩa là đi theo đến là mình liên hệ với âm nhạc. Nếu phải là đồ gì? Chết. Bởi vì nó khác tango thì chậm lại, đứng lại, nhảy lại, nghỉ lâu hơn, nó dài. Còn mà chạy như tango là nó thì nhanh, nhanh là không đúng nhạc á. Lúc này nó liền liên tục này, 1, 2, 3, 4, 5 đó, nghe thấy không đi? Đo thật cái hạt chạm, chạm chạm này, ra thì đi sàn này, đi sàn này, đấy đi sàn nó ha. Chết. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. Đi được nha, đi được kéo tới hiểu này, về tới này,
đang ngang tới này, đi về tới này, tới này, chứ không có theo ý mình kìa. Rồi. Đấy, đúng đúng cho nha. 3, 4, 5 này bạn này. 5, 6, 6, 7, 8, 9. Mà chỉ đã gọi mọi thứ luôn. Tất cả mình đang gọi đều hiện tại. Thì nó sẽ ok nhẹ hơn. Và thậm chí người nào đều được đi được hết. Thế nên các bạn cố gắng lắm mà chỉ có cú nhạc là chỉ để đáp người khác chắc chắn không bao giờ được nhạc. Đây là chỉ đang cười nghe đó. Chỉ giác tôi là ngoài chỉ chở theo thôi.